Một cơ sở thí nghiệm tại Anh đã lập kỷ lục về lượng năng lượng nhiệt hạt nhân. Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học châu Âu trong nỗ lực biến năng lượng tổng hợp hạt nhân trở thành nguồn năng lượng thực tế, an toàn và sạch được tạo ra. Các nhà nghiên cứu tại một cơ sở ở Kilham gần Oxford, Anh đã đạt được 59 megajoules năng lượng nhiệt hạch duy trì, tăng hơn gấp đôi so với dấu mốc dưới 22 megajoules trước đó. Các nhà khoa học đã làm việc trong nhiều thập kỷ để cố gắng phát triển năng lượng nhiệt hạch như một nguồn năng lượng khả thi. Không giống như việc đốt nhiên liệu hóa thạch hoặc quá trình phân hạch của các nhà máy điện hạt nhân hiện có, nhiệt hạch mang lại triển vọng về nguồn năng lượng dồi dào mà không gây ô nhiễm, chất thải phóng xạ hay khí nhà kính. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, vẫn cần nhiều năm làm việc và mức năng lượng đạt được cho đến nay là rất khiêm tốn. Ví dụ, năng lượng tạo ra trong thí nghiệm mới nhất đủ để đun sôi khoảng 60 ấm nước.